Em chào cả nhà nhá. Hôm nay ngày bầu cử đây. Ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021. Thì vườn em thì có mấy giò hoa khôi Phú Thọ đang bung lụa. Các bác nhìn cái mặt hoa nó tuyệt vời chưa? Thực sự là một bông Phú Thọ vẫn là cái bông bông gọi là bông đẳng cấp. Đẳng cấp thực sự luôn. Đẳng cấp ở trên thị trường vàng. Mà nó là nguồn gốc rễ của dòng Lan Va nhé cả nhà nhé. Một bông làm kinh tế là rất tốt, rất có từ lâu năm rồi. Đấy, các bác nhìn thấy hôm nay em bung lụa thực sự là rất tuyệt vời. Mời mọi người thưởng lãm nha. Quá đẹp luôn, mũi trắng này cả nhà này. Năm nay được cái thì được năm được ngắm hoa thực tế, mà dần dần thì cái cây Phú Thọ này thì là sẽ là một dòng cây để đi đến tay người chơi thực thụ. Đấy. Để các bác, cô chú, anh chị em yêu lan có khả năng sưu tầm cho mình những cái kỳ, những cái giò nó như vừa rất vừa vặn tiền với cái giá thị trường như bây giờ. Thực sự đây là một cái với cái thị trường và đang ở trong cái thời gian nó bình ổn giá. Đây cũng là gọi là một cơ hội nhé cả nhà, nó thực sự là cũng là một cơ hội để cho cô chú anh chị em yêu lan để sưu tầm cho mình những cái dòng lan và mà từ trước giờ mình rất yêu quý nhưng chưa có đủ khả năng và chưa đủ nền kinh tế để mình sưu tầm được. Là một thời điểm vàng để cho các bác sưu tầm. Như hiện tại thì bây giờ trên những cái giò đang hoa như thế này nhá. Của em thì gồm có một kỳ nó ra rễ thế này rồi cả nhà nhá. Đấy, ra rễ rồi. Thằng này ra rễ mạnh rồi. Đấy. Đấy, ra rễ mạnh. Một thời điểm vàng, thực sự là một thời điểm vàng, trăm năm là có một cơ hội ấy. Cái giá va bây giờ đang ở cái thị trường nó rất bình ổn, rất hợp lý thì quay về dần dần cái giá trị thực của nó. Đấy, để các bác sưu tầm và các bác có ý định để vào để làm kinh tế cũng là rất tuyệt vời. Nhập giống bây giờ nói em nói thật, bây giờ mà bác nào mà gọi là gan một tí, gọi là đầu tư một chút đi đi nhập giống con giống bây giờ để về mình làm kinh tế thì thực sự là em thấy là tuyệt vời, mà khả năng thành công là rất cao. Đấy. Của em hôm nay có một giò này, hai giò này, ba giò, bốn giò, năm giò, chưa năm nào chơi lan mà được ngắm Phú Thọ năm nay nó rực rỡ như này cả nhà. Đấy. Năm nay dương đây, cả một cái kia thân này ra hoa hết này. Bây giờ 30 phân ra hoa hết. Đấy. Đấy, đấy mới là cái giá trị thực của người chơi lan đây. Được ngắm cái mặt bông. Đấy. Thọ bây giờ là đúng là cứ phải để cho nở hoa để ngắm đưa về cái thực tại của người chơi lan. Thì hôm nay em lên một cái cũng để đầu tiên là cho mọi người thưởng lãm, hay là một cái con giống nó có cái mặt hoa thực tế ở trên cây. Nên ra là để cho các bác mà từ trước giờ theo dõi cái kênh của vợ chồng em thì các bác có thể là sưu tầm nhá, sưu tầm cho mình những cái kỳ nho nhỏ với cái giá nó rất hợp lý. Đây. Ví dụ như là kỳ này của em thì bây giờ nếu mà ấy là em sẽ lách ra cho mọi người. Lách ra cho mọi người. Như kỳ này là 4 triệu nhé cả nhà nhé. Hai kỳ này là mới kỳ 4 triệu này. Đấy, kỳ này thì nó ra rễ này. Đấy, nó ra đầu rễ này. Thì giao lưu với mọi người là 4 triệu một kỳ nhé cả nhà nhé. 4 triệu. Còn đối với những cái kỳ như là đây hiện tại thì bây giờ em đang chỉ có hai cái kỳ là nó ra rễ rồi thôi. Còn bên này là chưa ra. À, bên này nhưng mà nó có một hai rễ. Không mới. À, thằng này nhiều đấy. Còn hai kỳ này ra rễ nữa, ba kỳ này,
Kỳ này, những kỳ ngắn vừa vừa như này thì em sẽ giao lưu mọi người là 3 triệu một kỳ nhé. 3 triệu một kỳ, một kỳ, hai kỳ, ba kỳ. Các bác nào mà gọi trước thì là chọn kỳ nào nó cũng đều đều nhau thôi, cũng tương tự khỏe như nhau. Hoa thì một chùm trước thân rồi. Đấy. Thực sự là cũng là một thời điểm để các bác chơi, để các bác sưu tầm. Rất đẹp. Bông em nói thật, bông Phú Thọ là một cái bông quốc dân, nó có từ lâu đời rồi. Đâm ra cái giống của nó hiện tại bây giờ nó đa, nó tương đối là nhiều. Đấy, tương đối là nhiều. Đâm ra là dần dần là cái bông Phú Thọ này sẽ đi về đúng thực tại, đến tay người chơi lan thực thụ. Đấy. Chứ không phải là một cái bông có kinh tế, có giá trị nó cao nữa, mà đến tay người chơi. Đấy. Các bác mua về một kỳ này, các bác chăm, đấy, năm sau các bác hãy nhân giống, lại có một vườn Phú Thọ thôi mà, cái tốc độ nhân giống của cái phi điệp về rất nhanh. Tại thì bây giờ em con giò này thì chưa ra rễ. Tại vì sao là bây giờ là em không không dám bán hết cả những cái giò như này, tại vì thực sự là lúc chúng em nhập cái con giống vào, thì lúc cái giá thị trường nó đang ở cái mức cao đấy, nhập với cái giá cao, nên bây giờ ví dụ như là thị trường nó đang ổn định cái giá và giá nó đi xuống này thì không thể bán được hết cả giò, mà chúng em chỉ nhân những cái kia ra để mà chia sẻ cho mọi người đấy, để dần dần thì cũng hoàn lại vốn và tiếp tục lại chia sẻ những cái kia nhỏ đến tay người chơi. Rất đẹp cả nhà. Ôi giời. Cô chú anh chị em đã mua hàng của vợ chồng em thì các bác cứ yên tâm nhé, cứ yên tâm, em bán nó có đâu thì em bán vậy, và có những cái gì nó thực tế thì em chia sẻ với mọi người đúng như vậy, chứ không thêm bớt hay là có cái vấn đề gì nó đánh đánh cao cái lời nói mình lên. Đấy. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Hôm trước có mấy bác hỏi kia em ấy nhưng mà nó chưa ra rễ. Hôm nay là được ngày bầu cử, rễ cây các thứ rất khỏe khoắn, rất tuyệt vời luôn. Đấy. Nấm Phú Thọ cả nhà nha. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em, mua con giống của vườn em thì yên tâm. Các bác có thể là gửi luôn kỳ hoặc là có thể gửi kỳ đại vườn em sang chậu cho. Em sang chậu xong em quay video em để cho nó ấm chậu, sau là chuyển về cho mọi người cũng được. Thôi, cũng là một cái hình thức gọi là tri ân đến mọi người, là cho mọi người gửi và chăm sóc. Khi nào cây nó ấm chậu, nó khỏe, đẹp thì các bác nhu cầu các bác muốn gửi về vườn thì em lúc đấy em gửi, hoặc là bác nào đã chơi rồi và tự tin để chăm cái con giống nó vừa ra thì em sẽ gửi luôn nhá. Rất đẹp. Những cái giò. Ui, đấy, các bác thử xem nhé. Ngày mai cái giá của cái dòng Phú Thọ này nó không khác gì một cái dòng lan gọi là lan lan bình bình dân. Đấy. Trong 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 thế giới lan va thôi nhá, không nói đến lan cỏ. Rất tuyệt vời. Ok, một ngày mới, chúc toàn thể gia đình một ngày mới thật là mạnh khỏe, có sức khỏe và thành công nhé. Cho mọi người thưởng lãm lại một chút nữa. Vườn em thì em cũng chia sẻ luôn là vườn em đa số là HO và Phú Thọ. Bác nào mà có nhu cầu mà anh em bạn bè thì cứ giới thiệu, muốn có con giống chuẩn, con giống tốt thì ủng hộ vợ chồng em nhá. Rồi ok, em xin chào cả nhà.